Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh ở một số huyện đã được kiểm soát tốt vì có ca nhiễm mới phát sinh trong ngày, nhưng hầu hết đều phát sinh trong các khu cách ly tập trung và khu vực đã phong tỏa. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ngày 20 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định số 2148 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và công văn số 1504 về thực hiện các biện pháp hành chính phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương áp dụng theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, huyện An Minh sẽ được áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có quyết định mới, để giữ vững thành quả đạt được trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người dân thực hiện tốt các nội dung sau đây. 1. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. 2. Tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện như sau: dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; dừng tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, trong trường hợp đặc biệt thì phải có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch của chính quyền địa phương và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì mới được tổ chức; dừng các hoạt động các cơ sở dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ cao, gồm cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke với mọi hình thức, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, nhà hát, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, vân vân. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, vui chơi giải trí tại các địa điểm công cộng, các hoạt động đón khách tham quan du lịch tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, ngày 21 tháng 9 năm 2021, huyện An Minh đã ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là bà Trần Thị Thu B, ông Lê Minh Tê, bà Cao Thị Mỹ Dê. Trong đó, bà B và ông D được phát hiện sau quá trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Bà D trước đó đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân Nguyễn Văn Tê, đã được đưa vào cách ly tập trung. Sau quá trình xét nghiệm đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, liên quan đến ổ dịch tại ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, có tất cả 10 bệnh nhân COVID-19. Sau quá trình truy vết thần tốc, đã xác định được 36 trường hợp F1, 125 trường hợp F2 và 226 trường hợp F3. Hầu hết các trường hợp này đều cư ngụ tại hai xã Đông Thạnh và Đông Hòa, huyện An Minh. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Minh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường siết chặt việc quản lý tình hình an ninh trật tự, tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền hỗ trợ đảm bảo đời sống của nhân dân tại khu vực cách ly phong tỏa.